うん。Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kazu, mình đang ở chung cư cho quán nè, biết không? Mọi người biết không? Đây là quán Nam nè, gần đường Vô Văn Kiệt ở Nhà Hóa. Cảm nghĩ là trung tâm Sài Gòn có nhiều loại chung cư như này nha. Hồi xưa Kazu đã đi chung cư cũ. Tại sao mình đến đây? Lý do là nghe nói có bánh mì đặc biệt. Bánh mì tên là bánh mì chấm cacao. Chấm cacao. Nên bánh mì đó là không có đồ ăn. Chấm cacao. Hình như là cacao. Bánh mì. Bánh mì cacao. I have a cacao. I have a bánh mì. Bánh mì cacao. Đi tới nè. Ăn thử nha. Ăn cacao đã. Quán này tên là quán Bảo Thắng nè. Ồ, vô Việt. Ồ, giao hàng nè. Chịp bạc. Cái đó vậy là cái đó đắng đi hen, cái này là bỏ sữa phải không? Yeah, là sao đã? Có cũng có bên mình. Là cách ăn là cái này bánh mì chấm nè. Wow, ăn cacao. Wow. Cái này giống như sô cô la. Có thể là cái này có cacao bình thường nè, không ngọt nè. Nhưng mà cái này đúng không? Cái này là ngọt thêm, nếu là tròn thì ngon hơn nè. Nhưng lần này là cứng ăn bánh mì nè, nên không cần không cần tròn nè. Wow. Ngon. Rất rất ngon. Tại vì là sốt sô-cô-la bình thường là hơi hơi nóng nè. Nhưng mà nhiệt độ bình thường nè. Nhưng mà cái này là cứng cố đã nè. Rất rất lạnh nè. Là bây giờ là độ ấm rất rất cao. Và nhiệt độ cao nè. Nóng lắm. Khi ăn hoặc là uống cà phê này thì chọn em mắt nha. Khi ăn sô-cô-la thì chắc chắn lạnh là ngon hơn nè. Tại vì là lạnh thì cứng nên ngon. Cái này là cứng giống như vậy, càng ngày càng cứng hơn nè, nên ngon nè. Là cái này là chắc chắn bánh mì ngọt đẹp. Dễ ăn nha. Bây giờ có một thắc mắc nha. Tại sao nhiều người Việt Nam không biết bánh mì cái này? Biết không? Mọi người biết hả? Nhưng mà chưa bao giờ được giới thiệu cái này. Chưa bao giờ nghe bánh mì này. Và tính toán là dính đã nên ngon hơn. Khi chấm thì cũng có cacao và vị sô-cô-la và có đá nè. Thank you.
ngon thiệt thiệt, quá dữ mệt. Bên Nhật Bản một tướng cố thì giống như vậy đó, cacao này đó, nem dễ ăn và thói quen này, thói quen rồi nè. Wow, yeah. Cái này là hoa thảo nè. Cục cục cacao và đá nè. Đúng, cũng tải vì đá tuyết sô-cô-la. Nghe ngon nè. Sự thật là nếu không có cacao này thì không ngọt. Nên chắc chắn cái này là quan trọng. Sô-cô-la này là quan trọng nhất nè. Và sau khi ăn bánh mì rồi thì cũng được nhé. Vì là giống như Miro. Miro. À, cái này cũng có đá nè. Nên đá tuyết Miro. Ngon, nem. Cái này là có hai vui khi ăn ăn bánh mì rồi. Kết quả là có hai hạnh phúc nha. Oh, đó rồi thì ba hạnh phúc nha. Theo khán giả đó, có một điểm đặc biệt, tại vì là cái này là một đi bao nhiêu tiền? 15.000 thôi nha. Rẻ quá, rẻ lắm nha. Chờ, bánh mì bao nhiêu tiền? Miễn phí hả? Bánh mì, cái này cacao, tiền. Được. Nếu rồi cacao đã thì có một cái ở bên miền này là 15.000 thôi nha. Wow. Rẻ lắm. Cho nên là bóng à tiếng bóng hạnh phúc nha. Đầu tiên là mình thấy cái này thì chắc chắn đắt nhưng không phải vì như vậy nha, rất ngon nè. Khi gọi cacao đá thì 38 khối có sữa hôm nè. Nên bây giờ có sữa nè à, nên à, ngon hơn nè. Tại vì cái này màu đen nè. Nên chỉ tưởng vì đắng nè. Nhưng mà không phải đắng. Giống như Miro. Tối qua là Kazu mua kem Miro là một hộp là hình như là 11.000 Việt Nam đồng nhé. Nhưng cái này là 15.000. Nhưng kem Miro là không có bánh mì. Cái này có bánh mì. Và kem Miro là hơi nhỏ đó. Tại vì là 11.000 thôi nhé. Cái này là bình thường, đặc biệt là có bánh mì. Các bạn ăn hoặc là uống cacao đã chưa? Nếu chưa thì hãy đến ở đây nha. Ở đây là chung cư chợ quán nha. Sau khi ăn hoặc là uống cacao đã thì các bạn thấy như thế nào? Hãy chỉ cho Double Wish nha. Và nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nhé. Bye bye! Hẹn gặp lại nha. Ooh.
Và bánh mì. I have cocoa. Cacao. À, cacao.